Sáng nay ngày 16 tháng 5, Tòa Nhân dân thành phố Hòa Bình tiếp tục ngày thứ hai của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 8 người tử vong khi đang chạy thận và những tình tiết bất ngờ đã được hé lộ. Khai báo tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Sơn là cán bộ phòng vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã thừa nhận có sự gian dối trong việc thực hiện biên bản bàn giao công việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy chạy thận tại đơn nguyên thận nhân tạo. Trước tòa, bị cáo Bùi Mạnh Quốc, người sửa chữa bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO để chạy thận nhân tạo, tỏ ra bất ngờ về hai biên bản bàn giao thiết bị sửa chữa đề nghị ngày 28 tháng 5. Quốc khẳng định, một ngày trước khi xảy ra sự cố, anh ta không ký bất cứ biên bản nào, cũng không biết ai lập các biên bản này. Được mời lên đối chất, bị cáo Trần Văn Sơn, nguyên cán bộ phòng vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, thừa nhận là người lập hai biên bản bàn giao sửa chữa. Các văn bản được Sơn lập sau khi xảy ra sự cố chạy thận nhân tạo nhằm hoàn tất thủ tục theo quy định. Trong sáng ngày 29 tháng 5 năm 2017, bị cáo Sơn và Quốc cũng đã có mặt tại đơn nguyên thận nhân tạo, thấy máy chạy thận đã hoạt động điều trị cho bệnh thận nhân nhưng lại không ngăn chặn ngay. Việc này hai bị cáo đều thừa nhận có lỗi vì không ngăn chặn ngay.